Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối thứ ba tại Hoa Kỳ, 8 tháng 3. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ tư, 9 tháng 3 và bây giờ là gần như 9 giờ tối giờ Cali. Thì hôm nay Thuận đã làm video đó khá là trễ và cái năng lượng của Thuận bây giờ đó rất là thấp Uh, nhưng mà mới đây thì chúng ta thấy được là giá cả có một cái sự tăng ngược trở lên cho nên thường đã tràn đầy năng lượng trở lại. Chúng ta sẽ không có nói về những cái thông tin liên quan tới cuộc chiến giữa Ukraine và nước Nga. Chúng ta sẽ bắt đầu nói về tình hình của thị trường crypto tại vì hôm nay đó cuối cùng thì giá cả cũng đã có cái sự dao động tại vì mấy ngày hôm nay các bạn thấy giá nó cứ xoay quanh cái mức là 38.000 tới 39.000 nhưng mà đột ngột lúc mà làm video này đó thì giá của BTC là khoảng 41.600 và nếu như mà và các bạn nhìn thị trường crypto nói chung đó thì bây giờ lại xuất hiện nhiều màu xanh và có nhiều đồng nó có cái sự tăng trưởng mạnh trong vòng 24 giờ qua mặc dù là các bạn thấy là chúng ta nhìn vào cái cột à, 7 ngày qua đó thì vẫn có rất nhiều những cái màu đỏ như là các bạn thấy trên thực tế nhưng đồng như là Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Cardano, Avalanche thì trong vòng một tuần qua nó vẫn đang nằm ở con số âm nhưng mà chúng ta nhìn trong thời gian 24 giờ qua đó thì đột ngột chúng ta có được một màu xanh trở lại các bạn thấy được là BTC tăng 7% Ethereum tăng 5,9%, BNB tăng 4,9%, các bạn thấy XRP tăng 2,8%, Terra Luna tăng 16,7%, Solana tăng 5,4%, Cardano 3,3% và Avalanche tăng 9,2%. Thì tại sao là như vậy? Tại sao đột ngột chúng ta lại thấy thị trường có một màu xanh? Thì có một cái thông tin mà những bạn nào mà theo dõi thuận trên mạng xã hội thì cũng đã biết rồi Đó chính là một thông tin lớn liên quan tới Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen ở Hoa Kỳ cho biết là cái lệnh điều hành crypto của Tổng thống Biden hỗ trợ đội mới có trách nhiệm và thêm vào đó đó thì nói là cách tiếp cận này sẽ hỗ trợ đổi mới có trách nhiệm có thể mang lại lợi ích đáng kể cho quốc gia, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Thì các bạn có thể biết là trong tuần này đó Nhiều thông tin cho thấy là Tổng thống Joe Biden ở Hoa Kỳ sẽ ký Một cái xác lệnh liên quan đến Crypto và mọi người vẫn đang chờ Xem coi là những thông tin chi tiết Là xác lệnh này sẽ có những gì trong đó Mới đầu đó thì tuần vừa rồi Thường nghĩ là à, coi như đã không có Một xác lệnh nào tại vì có nhiều vấn đề Xảy ra liên quan đến chiến tranh giữa Nga và Ukraine Và cái à, sự ảnh hưởng đó Với lại Hoa Kỳ và tuần này Thường nghĩ là cũng sẽ như vậy nhưng mà Theo những thông tin chúng ta có thể thấy được cái xác lệnh này ký trong thời gian rất là sớm và khi mà thuận nhìn thông tin này đó các bạn thấy nếu như các bạn lên trên trang web chính thức của bộ trưởng bộ tài chính để xem coi là cái bài văn được viết bởi bộ trưởng bộ tài chính là như thế nào nhưng mà các bạn thấy khi các bạn lên đây đó thì sẽ không thấy cái uh, bài viết đó nữa các bạn thấy nó để là access denied thì uh, nếu như các bạn lên trên trang web uh, Wayback Machine thì các bạn có thể thấy được là cách đây vài tiếng đồng hồ thì đây là cái bài viết được chia sẻ bởi bộ tài chính và bài viết này cũng không có dài lắm rất là ngắn mà thôi nhưng mà bây giờ các bạn lên trang web là sẽ không thấy nữa thì tại sao gì? Thậm chỉ là tại vì có ai đó đã đăng quá sớm cho nên bây giờ họ ẩn để có thể là chờ sau khi mà tổng thống Joe Biden ký xác lệnh rồi mới đăng cái bài viết này tại vì các bạn thấy là cho tới bây giờ tôi tìm những thông tin thì vẫn chưa thấy có thông tin nào nói là tổng thống Joe Biden đã ký một cái xác lệnh liên quan tới crypto. Cho nên có thể là ai đã đăng quá sớm bây giờ thì họ ẩn bài viết này đi à, để chờ khi nào ký rồi mới đăng trở lại. Nhưng mà cái bài viết này cũng đã được lưu lại bởi Wayback Machine. Và khi mà chúng ta xem thì có một số điều thường muốn đọc cho các bạn. À, tổng cộng là có khoảng 6 cái điều mà thường cảm thấy rất là thú vị. Và sau khi mà chia sẻ những thông tin này với các bạn đây chúng ta sẽ cùng nhau xem coi là cái xác lệnh sắp sự được ký này đó là có ảnh hưởng như thế nào trước hết á, thì trong bài viết được chia sẻ bởi bộ tài chính nói là lệnh điều hành lịch sử của tổng thống Biden kêu gọi một cách tiếp cận toàn diện và phối hợp với chính sách tài sản kỹ thuật số thứ nhì là nói tới là cách tiếp cận này đã sẽ hỗ trợ đổi mới có trách nhiệm và có thể mang lại lợi ích đáng kể cho quốc gia người tiêu dùng và doanh nghiệp cái câu mà nhiều bạn muốn biết ở đây đó là cách tiếp cận này sẽ hỗ trợ đổi mới có trách nhiệm thì đổi mới có trách nhiệm có nghĩa như thế nào nhưng mà chỉ đáng tiếc là bài viết này rất là ngắn và không đi vào thêm chi tiết nhưng mà trong đó cũng nói thêm là nó cũng sẽ giải quyết các rủi ro liên quan đến tài chính bất hợp pháp bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư đồng thời ngăn chặn các mối đe dọa đối với hệ thống tài chính và nền kinh tế rộng lớn hơn kế tiếp đó thì bộ tài chính sẽ hợp tác với các đồng nghiệp liên ngành để đưa ra một báo cáo về tương lai của hệ thống thanh toán và tiền tệ các bạn thấy là cái lệnh mà sắp sửa được ký bởi tổng thống Joe Biden á thì nó chỉ mang cái tính chất là định hướng mà thôi chứ không phải là luật. tại vì các bạn đã thấy là bộ tài chính á, sẽ hợp tác với các đồng nghiệp trong đó đương nhiên là có bộ tài chính, có bộ quản lý hợp đồng tương lai, có bộ quản lý chứng khoán vân vân. thì đây là những đồng nghiệp liên ngành và những người này đã sẽ cùng nhau đưa ra một báo cáo về tương lai định hướng hệ thống thanh toán và tiền điện tử và bộ tài chính cũng sẽ triệu tập Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính để đánh giá các rủi ro tiềm ẩn về ổn định tài chính của các tài sản kỹ thuật số và đánh giá xem liệu các biện pháp bảo vệ thích hợp có được áp dụng hay không và làm việc với các đối tác quốc tế của chúng tôi để thúc đẩy các tiêu chuẩn mạnh mẽ và một sân chơi bình đẳng do tính chất toàn cầu của ngành. Có nghĩa là Bộ Tài chính theo bài viết này thì xem tiền kỹ thuật số đó như là một cái ngành riêng lẻ rồi chứ không có giống như là những ngành khác và kế tiếp thì nói là khi chúng tôi đảm nhận công việc quan trọng này chúng tôi sẽ được hướng dẫn bởi các nhóm bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư những người tham gia thị trường và các chuyên gia hàng đầu khác và đây là điều mà thường cảm thấy là thị trường cảm thấy phấn khởi hơn khi mà nghe cái câu này có nghĩa là những cái định hướng những cái luật sau này có thể đưa ra bởi bộ tài chính và những cái bộ khác liên quan đến uh, chứng khoán liên quan tới hợp đồng tương lai đó thì những cái quyết định đó sẽ không có phải là riêng lẻ do những người lãnh đạo đã đưa ra mà họ sẽ đi tư vấn với những người mà ở trong thị trường này các chuyên gia trong thị trường này làm cho mọi người có cái sự an tâm hơn là họ sẽ không có tự ra luật tại vì có thể họ không hiểu hết về thị trường này cho nên có những cái chuyên gia hàng đầu dẫn dắt thì sẽ tốt hơn và cuối cùng là Bộ Tài chính sẽ làm việc để thúc đẩy một hệ thống tài chính công bằng hơn, bao trùm hơn và hiệu quả hơn, đồng thời dựa trên công việc liên tục của chúng tôi để chống lại tài chính bất hợp pháp và ngăn ngừa rủi ro đối với sự ổn định tài chính và an ninh quốc gia. Thì rất rõ ràng trong một bài viết ngắn như vậy đó những gì thông mới vừa chia sẻ với các bạn mà các bạn cần nên biết là thứ nhất đây là một cái xác lệnh mang cái tính chất định hướng như thường mới vừa chia sẻ với các bạn chứ không phải đây ra luật ngay bây giờ và định hướng này sẽ tốn thời gian bao nhiêu lâu như người cho là có thể là 6 tháng 8 tháng sau đó sẽ có một cái bài định hướng để xem coi đồng Hoa Kỳ sẽ đi cái hướng nào Đối với lại crypto tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa có biết là cái hướng đi sẽ như thế nào nhưng mà đối với những cái từ ngữ được sử dụng đó như là đổi mới có trách nhiệm thì có nghĩa là có cái phần chấp nhận thị trường này chỉ cần là có những cái rào cản về pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng cũng như là có thể làm cho bộ tài chính an tâm hơn về việc sử dụng tiền kỹ thuật số trong những cái mục đích không tốt thì họ sẽ ủng hộ cái cuộc đổi mới này và những cái định hướng những cái luật sau này đó thì họ cũng sẽ tư vấn với những người đại diện thị trường này đây là ba điều mà thường cảm thấy là sao khi đọc đó khiến cho thị trường lạc quan hơn cái vấn đề liên quan đến xác định này đó có tốt hay là xấu bây giờ nó ra rõ ràng hơn rồi tuy nhiên cho đến thời điểm bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn là vẫn chưa có xác định là được ký hết đó cũng lý do là sao mà tôi nghĩ là bài viết này sau khi được đăng rồi lại bị ẩn lập tức tại vì chờ cho tổng thống ký xác định rồi bài này mới đăng trở lại đó là ý nghĩa của thuận các bạn nghĩ thế nào thì các bạn hãy comment ở bên dưới và có thể là nhiều bạn nói là Thị trường này là một cái thị trường tài chính phi tập trung là phi chính phủ thì bây giờ chúng ta thấy là một quốc gia lớn như là Hoa Kỳ ra cũng muốn định hướng cho thị trường này thì cái sức ảnh hưởng nó sẽ ra sao? Thị trường này có thực sự là còn phi tập trung nữa hay là không? Thì tôi nghĩ là có thể nhiều bạn đã hiểu lệch về cái tính phi tập trung của thị trường này phi tập trung có nghĩa là mạng lưới đó không một ai quản lý nếu như mà thường dùng ví lạnh của mình và gửi bitcoin cho các bạn đó thì trên thế giới này không ai có thể ngăn chặn được cái giao dịch đó đó chính là một cái mạng lưới phi tập trung còn về cái việc mà phát triển đó nhất là về cái việc nhiều người tiếp cận hơn thì sẽ dẫn đến là quản lý pháp lý đó là một điều mà chúng ta cũng cần phải chấp nhận có thể là các bạn không chấp nhận nhưng mà đây là điều thực sự là cần thiết như miên thường đã chia sẻ với các bạn đó hãy nhớ xe ô tô không phổ biến cho đến khi có luật giao thông và bắt buộc phải đăng ký crypto cũng không ngoại lệ đây là góc nhìn của một nhà đầu tư không phải là một nhà cách mạng thì chúng ta thấy là bây giờ đó cũng tương tự như vậy những gì mà chúng ta có thể thấy được trong thời gian tới đây đó là có thể có những cái luật là các bạn là một người mà muốn à, mở sàn giao dịch thì cần phải có bằng ở Hoa Kỳ Các bạn là một người muốn đưa ra một cái token thì phải có cái sự đăng ký đó với là SEC Đó là những cái luật mà có thể diễn ra Nhưng mà các bạn cũng nên hiểu đó là bây giờ trên thị trường đó thật ra những người như là chúng ta không có phải là nhiều lắm thực sự mà nói là nhiều bạn nghĩ là chúng ta đã bỏ lỡ thị trường này nhiều năm cho nên bây giờ đã tăng cao rồi thực sự mà nói đối với tiềm năng mà thuận nghĩ thị trường này có đạt được đó cái mức vốn hóa bây giờ là 1,8 nghìn tỷ hay là BTC ở mức là 41.600 đô rất là thấp đối với bản thân của thuận cho nên thuận vẫn tiếp tục đầu tư dài hạn và trung bình giá tại vì thuận nghĩ là thị trường này có cái khả năng đi rất là xa là một ngành riêng lẻ luôn chứ không có phải là như một phần của một thị trường thị trường khác đâu đó là suy nghĩ cá nhân của thuận và đối với những gì mình thường đọc đó thuận cũng có cảm nhận là họ nghĩ như vậy xem crypto như là một cái ngành riêng lẻ và bây giờ đó cái số lượng tiền lớn vẫn không có tham gia vào thị trường này một phần là tại sao một phần là tại vì họ cần có lực rõ ràng hơn một công ty một thứ đầu tư đó mà họ muốn đầu tư số lượng lớn và họ muốn đưa ra những sản phẩm để cho khách hàng của họ đầu tư cùng với họ trong thị trường này đó thì cần phải có lực rõ ràng hơn thuận thì nghĩ là lực cho dù là có hạn chế cái hoạt động thị trường này một phần nhưng mà về cái phương diện là phổ biến thị trường này nên nó sẽ giúp đỡ rất là nhiều các bạn nghĩ như thế nào thì bạn hãy comment ở bên dưới đương nhiên đây là góc nhìn của một nhà đầu tư không phải là một nhà cách mạng và thuận các bạn cũng đã biết là một nhà đầu tư mà thôi một dẫn chứng cho các bạn thấy là hôm nay đó ở trên Twitter thì Dennis Porter đã đưa ra một cái à, thông tin nói là ngân hàng Credit Suisse đây là một ngân hàng mà quản lý hơn 800 tỷ đô la hiện bây giờ à, vừa mới đưa ra một cái bài báo cáo nói là thế giới sẽ thay đổi với một loại tiền tệ mới sau cái cuộc chiến này. Thì để hiểu chi tiết hơn đó, đây là bài báo cáo ngày 7 tháng 3 năm 2022 của Credit Suisse. Thì trong bài báo cáo này đó chia sẻ về cái hiệp định Bretton Woods. Nhưng mà nào mà không rành thì trước đây là đồng của đô la được hỗ trợ bởi vàng đứng sau lưng đô la là vàng và đồng đô la đã trở thành cái đồng tiền dự trữ của thế giới nhưng mà cho đến năm 1971 đó thì đồng đô la đã không còn được hỗ trợ bởi vàng nữa đó chính là cái hiệp định Bretton Woods à, là quyết định của tổng thống Nixon ở thời điểm đó nhưng mà đồng đô la vẫn tiếp tục trở thành một cái đồng tiền lưu trữ của thế giới tại vì à, Hoa Kỳ là một trong những nước mà rất là có uy tín về việc là mượn thì trả và chưa bao giờ vỡ nợ cho nên là một trong những nước mà mà người ta coi trọng nằm đô la và sau cái đợt chiến tranh này đó thì dựa theo Credit Suisse nói là đồng đô la nó có thể là sẽ bị lung lay và có thể là bị yếu hơn. Đây là cái suy nghĩ của Credit Suisse mà thôi. Và Credit Suisse nói là bây giờ đã có thể rất nhiều người đã hiểu tiền pháp định là gì rồi. Tiền pháp định đó khi cần thì có thể in ra được và lạm phát đó thì có thể là lên rất là cao làm cho tiền mất giá. Và những cái loại tiền mà thật sự đứng sau lưng mà có được hỗ trợ bởi bất cứ một tài sản nào nhưng mà thường thì không hiểu là tại sao Credit Suisse nghĩ là RMB có nghĩa là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đó là một đồng mà có thể đã có cái sức mạnh tăng lên khi mà cái đồng này được hỗ trợ bởi những cái loại hàng hóa như là vàng kim loại và những cái loại sản xuất hàng hóa khác. Đó là suy nghĩ của Credit Suisse. Nhưng mà các Đức của mình đã nói là không phải là chỉ ngưng ở đó đâu. Bất cứ một quốc gia nào mà có thể giữ trữ được nhiều cái loại tài sản đáng giá và dùng đó để mà hỗ trợ đồng tiền quốc gia của mình thì sẽ trở thành đồng tiền lớn kế tiếp. Và những cái đó những cái gì? Những cái đó là những cái quốc gia nào mà có lưu trữ nhiều vàng, nhiều loại kim loại khác. Và đặc biệt nếu như mà sau chiến tranh này Bitcoin vẫn còn tồn tại đó thì Bitcoin có thể là một trong những cái hàng hóa mà sẽ được săn đón rất là nhiều từ những quốc gia tại vì họ sẽ lưu trữ Bitcoin dùng cái đó để mà hỗ trợ đồng tiền quốc gia của mình. Sự khác biệt giữa Bitcoin và vàng đó là ở cái chỗ hiếm và có giới hạn Cả hai đều hiếm nhưng mà chỉ có Bitcoin là có giới hạn mà thôi. Còn về vàng thì các bạn thực sự không biết được là ở dưới lòng đất còn bao nhiêu vàng mà chúng ta chưa thể lấy lên được. Nhưng mà nói tới đây đó, thì gần đây vàng cũng có sự tiến triển rất là tốt. Và thuận trong video này cũng sẽ chia sẻ với các bạn nếu như mà các bạn chung mình giá vàng đó thì kết quả sẽ ra sao? Thuận nghĩ là nhiều bạn cũng rất muốn biết. Và thường cũng đã tìm kiếm được một số thông tin rất là thú vị để mà chia sẻ với các bạn. Không chỉ riêng là Hoa Kỳ đó, đột ngột ngày hôm nay có thông tin tốt mà chúng ta hiện được là không riêng là Credit Suisse mà chúng ta cũng nghe nói thông tin đến từ Ấn Độ Nếu như các bạn thật sự quan tâm đến Ấn Độ Tại vì ở Ấn Độ các bạn đã biết là hôm nay thì nó cấm, ngày mai thì hoàn toàn chấp nhận Ngày mốt thì nó cấm, ngày tới thì nó hoàn toàn chấp nhận Nhưng mà thông tin mới nhất mà chúng ta nhận được hôm nay đó là Bộ trưởng tài chính của Ấn Độ nói là thấy được tương lai của tiền kỹ thuật số và chính phủ của Ấn Độ đã thấy được cái cơ hội có thể lấy được tuyển thế đến từ thị trường này. Đây là một thông tin mà nhiều người cho là tốt. Nhưng mà chi tiết thì lực Ấn Độ đối với là crypto là sao chúng ta vẫn không biết. Nhưng mà Ấn Độ là một nước rất là lớn cho nên cái sự chấp nhận crypto Ấn Độ đó cũng sẽ có cái tính ảnh hưởng cho nên khi mà biết thêm thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn thêm vào đó nữa đó là chúng ta chuyển qua nói tới Ethereum đi ngày hôm nay các bạn thấy được là Goldman Sachs ngân hàng đầu tư rất lớn cũng đã có một cái thông tin là những khách hàng của họ đã có thể tiếp cận Ethereum thông qua cái quỹ Ethereum của công ty đầu tư Galaxy Digital thì đây là một cái công ty uh, mà trước đó đã từng hỗ trợ ngân hàng Goldman Sachs với lại cái quỹ đầu tư của Bitcoin Và bây giờ đó, cái số lượng người mà tham gia vào đầu tư Ethereum đó thì vẫn chưa có nhiều lắm Dựa theo thông tin đó, là cái số lượng được bán đó là khoảng 50 triệu Là khoảng chừng là 28 người tham gia mua cái quỹ đầu tư Ethereum này của Galaxy Digital mà thôi Thông qua ngân hàng Goldman Sachs Nhưng mà đây là người mà rất có tiền tại vì đầu tư ít nhất là khoảng 250.000 đô thì đây là một trong những dẫn chứng nữa các bạn thấy là những thông tin mà thường vừa chia sẻ với các bạn đó các bạn sẽ thấy là những cái dẫn chứng là rất là nhiều tiền bây giờ muốn tiếp cận thị trường này có thể là các bạn nghĩ là đơn giản thôi họ muốn mua thì họ có thể làm mở tài khoản Binance là Coinbase để mà mua nhưng mà không phải đâu những người này họ đã quen sử dụng những cái broker những cái công ty mà có bảo hiểm họ đã quen có những người À, mua và lưu trữ dùm cho họ rồi Cho nên những người này đó Họ chỉ thích đầu tư qua những cái nền tảng quen thuộc thôi Họ sẽ không có đi mở tài khoản của Coinbase Sau đó mua một đống Ethereum hay là Bitcoin Rồi sau đó tự lưu trữ trong ví lạnh đâu Cho nên những cái dịch vụ này đó Thực sự là khiến cho nhiều người tiếp cận hơn Nhưng mà nếu chúng ta muốn có nhiều người tiếp cận hơn với thị trường này Thì chúng ta cần phải có lực Cho nên thông tin liên quan tới là Hoa Kỳ sắp sửa có một xác lệnh cũng làm cho nhiều người hào hứng hơn. Và đây những cái thông tin lớn liên quan tới thị trường crypto hôm nay. Cũng có một thông tin nữa liên quan đến Cardano là một cái drama nhưng mà thường sẽ để phần sau để mà chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn chung thị trường hôm nay đó, chứng khoán như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh để tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn giao dịch Asen EX Thì sàn này đã nổi tiếng với tình cũ là BitMax và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Đây cũng là một sàn mà tôi cũng đã từng chia sẻ với các bạn trước đây rồi Và cũng là một cái đối trọng đáng quan tâm của những sàn như là Binance, FTX, Bybit Và những gì nổi bật liên quan tới sàn Asen EX Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn thứ nhất là sàn có một cái EPR cao APY có thể lên đến là 30% cho các đồng tiền ổn định, cực kỳ là stablecoin dễ dàng và an toàn để tận hưởng lợi nhuận thụ động. Đặc biệt là đối với các đồng tiền ổn định thì APY cao hơn nhiều so với các sàn giao dịch khác. Đây cũng là một cách để mà kiếm thêm thu nhập thụ động cho những người dùng khi mà thị trường không được sôi động như là hiện nay. Thứ nhì là hợp đồng tương lai đó. Thế chấp đa tài sản có nghĩa là bạn có thể sử dụng nhiều hơn các loại tiền tài chính thống để làm tài sản thế chấp trong giao dịch hợp đồng tương lai. Đây là một cái sự khác biệt so với lại sàn Bybit và Fimax và tất cả những tài sản trong tài khoản của bạn có thể được sử dụng để ký quỹ giao dịch với tất cả các quyền giống như là sử dụng Doge để mà giao dịch Bitcoin và USDT. Thứ ba là KYC, bạn có thể rút tài sản lên tới 2 BTC nếu bạn chưa có KYC. Đây cũng là một cái ưu điểm so với lại Binance và những cái sàn tập trung khác. Thứ tư là phần thưởng lên đến 640 đô la tối đa cho người dùng mới bắt đầu. Cụ thể thì bạn có thể xem thông tin ở trên cái trang ở trên màn hình. Các bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản để nhận được phần thưởng thông qua rút thăm may mắn. Nói tới đây thì Wednesday Lucky Draw mùa 2 hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản để chia sẻ phần thưởng tổng hợp lên tới là 10.000 USDT. Và đây là những cái ưu điểm và những cái chính sách mà sàn Asanx đang có hiện tại mà bạn có thể nhận được Những bạn nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm đó thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này Và những bạn nào mà muốn đăng ký thì cũng có link đăng ký Để có thể hưởng nhiều ưu đãi được hỗ trợ và có cơ hội nhận được một cái iPhone 13 Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Ascend EX thì các bạn thấy được là hôm nay chứng khoán nó cũng kết thúc là màu đỏ mặc dù là hôm nay là một ngày rất là dao động luôn có lúc là những chỉ số này là màu xanh những chỉ số như là chỉ số Dow Jones chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq nhưng mà kết thúc là màu đỏ. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì chúng ta thấy là những cái chỉ số hợp đồng tương lai thì đang là màu xanh, Dow Futures là màu xanh, S&P Futures là màu xanh và Nasdaq Futures cũng là màu xanh. Những thông tin lớn hôm nay đó liên quan đến tài chính nói chung là gì? Và các bạn thì được là thông tin lớn nhất đó chính là thông tin liên quan tới dầu Hầu như các bạn đọc ở đâu cũng thấy dầu, dầu và giá dầu hết Chúng ta thấy đó sáng nay thì Tổng thống Joe Biden ở Hoa Kỳ đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ cấm nhập khẩu dầu của Nga Thứ nhì là Vương quốc Anh cũng đã công bố kế hoạch loại bỏ dần nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay Và thứ ba là Liên minh châu Âu cũng đã công bố kế hoạch cắt bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga Đây là ba thông tin lớn mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì ba thông tin này có nghĩa như thế nào? Thì trước hết á, các bạn nên thấy là Hoa Kỳ đã đã có nhiều cái tin đồn là có thể cấm nhập khẩu dầu của Nga. Từ khi mà chiến tranh bùng nổ hai tuần trước tới bây giờ đó thì đã có nhiều cái lệnh cấm vận nhưng mà vẫn chưa đụng tới dầu. Nhưng mà hôm nay đó thì tổng thống Joe Biden cũng đã ra lệnh là cấm nhập khẩu dầu của Nga ngay lập tức. Thì điều này nghĩa là gì? Để cho các bạn hiểu rõ hơn đó là năm ngoái cái số lượng thùng dầu nhập khẩu từ Nga vào Hoa Kỳ là 672.000 thùng, có nghĩa là khoảng 8%. Con số này đã nói cao cũng không cao lắm đâu, có nghĩa là 92% dầu của Hoa Kỳ là không phải đến từ Nga. Và có thể nhiều bạn không có rành, đó chính là Hoa Kỳ là một trong những nước tiêu thụ dầu cũng nhiều nhưng mà sản xuất dầu cũng là đứng đầu trên thế giới hiện bây giờ. Mà nhiều người nói lý do tại sao mà Hoa Kỳ nhập dầu từ nước ngoài vào là tại vì cái số lượng dầu được tạo ra đó thì đưa vào dự trữ và cái số lượng dầu đó đó là dùng để hỗ trợ quân đội đó là những cái tài liệu mà thường nhận được cho nên nó nhiều người nói là Hoa Kỳ trên căn bản không nhập dầu đến từ Nga đó thì thiệt hại cũng không lớn lắm đâu 8% mà thôi thực sự mà nói là hai bên cũng không phải giao dịch nhiều dầu lắm cho nên việc là không nhập từ Nga thì nhập từ nước khác nhưng mà ngược lại đó những nước ở châu âu thì nó khó khăn hơn rất là nhiều các bạn thấy được là vương quốc anh cũng có kế hoạch tương tự nhưng mà không thể làm được ngay lập tức giống như là hoa kỳ tại vì có thể là vương quốc anh à, cần thêm thời gian tại vì cái số lượng nhập khẩu dầu đến từ nước nga sẽ nhiều hơn nữa và các bạn để ý đi liên minh châu âu đó công bố kế hoạch cắt bỏ nhiên liệu hóa thạch chứ không phải là dầu có nghĩa là cho đến thời điểm này liên minh châu âu vẫn chưa có nói là sẽ cắt bỏ nhập khẩu dầu đến từ nga tại vì cái sự ảnh hưởng nó sẽ cao hơn rất là nhiều những cái quốc gia như là đức và những quốc gia khác đó thì dựa vào dầu của nga nhiều hơn là những quốc gia như là hoa kỳ hay là vua anh cho nên À, các bạn thấy được là kế tiếp đó, chúng ta thấy là nước nga đó thì phó chủ tịch của nước nga à, cũng đã lên tiếng nói là hoa kỳ đừng có xú dại tại vì những cái quốc gia ở châu âu đó nếu như mà không nhập khẩu dầu từ nước nga đó thì ảnh hưởng sẽ rất là lớn của cả hai bên luôn nước nga và những cái quốc gia châu âu đó và để đáp lại đó thì nước nga sẽ cắt cái nguồn cung cấp khí gas đây là cái nguồn cung cấp rất là quan trọng đến những nước như là Đức đồ nếu như mà cắt cái đó đó thì kế tiếp dầu nó sẽ tăng giá rất là cao có thể lên tới là 300 đô cho một thùng dầu đây là lời nói ở bên phía của nước nga cho nên cho tới bây giờ chỉ có hai quốc gia lớn là hoa kỳ và nước anh nói là sẽ công bố loại bỏ dầu nhập vào nước nga châu âu thì vẫn chưa nói điều đó và ngay lập tức chúng ta cũng đã thấy là Cái uh, lời phát biểu đến từ nước Nga Cũng cho thấy được là Sự ảnh hưởng của cả hai bên sẽ lớn như thế nào Nếu như mà những quốc gia châu Âu Không nhập dầu đến từ Nga Thiệt hại là cả hai bên luôn Nhưng mà dù sau đây nữa Chúng ta thấy được là Cái sự ảnh hưởng gián tiếp cũng có Đó chính là giá dầu hợp đồng đã tăng lên Hợp đồng tháng 4 bây giờ là 126 đồng 37 cent Tiếp tục tăng lên cái mức cao Và <laughs> có chia sẻ tối ngày hôm qua đó Nhưng mà nào mà còn nhớ đây là cái phim cách đây cũng khoảng 13 năm rồi. Đây là cái phim I am Legend hay là tôi là quyền thoại đó. thì xăng hiện nay đã chính thức đắt hơn trong phim I am Legend. tôi là huyền thoại lấy bối cảnh trong thời kỳ tận thế. có nghĩa là tăng. bây giờ đã còn tăng nhiều hơn là người mà lập ra cái phim này nghĩ là khi mà tận thế xảy ra đó giá xăng sẽ tăng bao nhiêu các bạn thấy trên màn hình à, chỉ có 6 đồng 63 thôi mà bây giờ đã xăng lên tới 6 đồng 71 rồi tùy theo nơi và thuận đi kiếm một cái hình đó, đăng lý đầu thần tượng nó khó kiếm lắm để mà dẫn với các bạn đó chính là cuối tuần mình dẫn nhau đi chỗ nào sang chút thì cuối tuần mình dẫn đến cây xăng <laughs> nhưng mà thật ra à, thuận cũng không ngờ là cũng có một cái bộ sưu à, tập liên quan đến hình cưới mà chụp ở một cây xăng như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì ra cái gì trên mạng nó cũng có hết các bạn các bạn đã thấy rồi đây là một cái bộ hình chụp cưới chụp với cây xăng và chụp cây xăng này đó là ở Thái Lan và theo thông biết đó thì uh, người chú rể này đó là chủ của cây xăng này cho nên đã tạo một cái bộ hình ảnh cưới ở cây xăng đây là một điều mà thường cũng không nghĩ là có nhưng mà thật sự là có thì tại sao các bạn cần phải quan tâm đến giá xăng dầu khi mà các bạn chỉ đầu tư vào crypto mà thôi tại vì cái giá dầu đó là có cái sự ảnh hưởng là độ xăng nó sẽ cao hơn vận chuyển hàng nó sẽ mắc hơn và sản xuất hàng hóa nó cũng sẽ mắc hơn và sẽ góp phần làm cho cái phần trăm lạm phát nó tăng lên và nếu như phần trăm lạm phát tăng lên thì sẽ ảnh hưởng đến fed sẽ tăng lãi suất như thế nào và đây là cái sự liên kết giữa những cái thông tin này các bạn cần phải nắm được tại vì tuần sau đó thì fed sẽ nói về tăng lãi suất và bây giờ mọi người đều nghĩ là Fed sẽ tăng tới mức là 0,25 mà thôi Hy vọng là như vậy cho nên chúng ta cũng cần phải để ý đến cái giá xăng dầu hiện bây giờ Tại vì cái sức ảnh hưởng là như vậy Cùng thêm đó nữa đó là cái giá xăng dầu cũng có thể dẫn đến những cái hệ lụy như là khủng hoảng tài chính Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là nền kinh tế đó thì đương nhiên là được tạo ra bởi người tiêu dùng Thì nếu như mà người tiêu dùng hàng ngày đó họ đi tới đi lui và xăng là một cái nhân liệu rất là cần thiết Thì nếu như mà họ sử dụng quá nhiều tiền để mà đổ xăng thì đó là một cái phần làm ảnh hưởng đến cái túi tiền của họ và họ sẽ có ít tiền hơn để mà chi tiêu vào những việc khác cho nên ít nhiều gì cái sự ảnh hưởng nó cũng có cho nên chúng ta cũng cần phải quan tâm đến về cái góc cạnh đó. Ngoài chưa đi ra thì chúng ta thấy được là hôm nay cũng có thêm một số những cái công ty lớn lên tiếng à, rời khỏi nước Nga và một chuyên công ty mà hôm qua thường chia sẻ với các bạn đó là vẫn chưa lên tiếng nhưng mà cũng bị nhiều người chỉ trích đó chính là McDonald thì hôm nay McDonald đã ra cái quyết định là họ sẽ tạm năm 850 địa điểm ở nước Nga có thể nói là McDonald's là một trong những cái công ty mà có cái số lượng tiệm rất lớn cho nên ảnh hưởng đối với McDonald's nó cũng không có nhỏ đâu. Và cái số lượng người mà làm việc cho 850 tiệm này đó ở nước Nga là 62.000 nhân viên thì McDonald's nói là 62.000 nhân viên này đó là tạm đóng cửa và cái lương của họ McDonald vẫn sẽ tiếp tục trả tại vì chỉ tạm đóng cửa mà thôi. Sau đó chúng ta cũng nghe nói tới những cái công ty Như là Coca-Cola hay là Pepsi à, Cũng có cái thông tin tương tự là sang nhân hoạt động ở nước Nga Thì có thể là nhiều bạn nói là Những công ty này đó họ làm ăn đi Dính vô chính trị để làm gì Thật ra không phải đâu các bạn à, Thứ nhất là liên quan tới việc cấm vận Nó sẽ ảnh hưởng đến là tiền di chuyển như thế nào Thứ nhì nữa đó là những công ty như McDonald Thì không chỉ riêng là họ phục vụ nước Nga đâu Họ còn phục vụ nhiều quốc gia khác Ở châu Âu, ở châu Mỹ nữa Và có rất là nhiều người đó Họ không thích việc là McDonald vẫn tiếp tục hỗ trợ nước Nga à, và tiếp tục phục vụ nước Nga cho nên ảnh hưởng đến thu nhập của công ty McDonald ở những quốc gia khác và đây là một cái sự áp lực khiến cho những công ty này đó cho dù muốn hay không muốn nó cũng phải đưa ra một quyết định chứ không phải đến thinh được nhưng mà cuối cùng thì McDonald cũng giống như những công ty kia tạm ngưng hoạt động ở nước Nga hiện tại thì nhiều bạn nó cũng à, comment bên dưới nói là nếu như không McDonald thì mình ăn cái khác thôi không có Coca Cola thì mình uống cái khác thôi chứ đâu có gì mà quan trọng đâu thật ra đó là chúng ta suy nghĩ ngắn hạn mà thôi cái mà nhiều người suy nghĩ đến là dài hạn đó cái sự ảnh hưởng nó sẽ ra sao liên quan đến bây giờ là tạm ngưng bây giờ McDonald còn chống chọi nổi và họ sẽ trả lương cho 62.000 nhân viên này nhưng mà trả được bao nhiêu lâu tới một ngày nào đó khi mà những công ty này đó họ thực sự là chấp nhận lỗ và rời khỏi nước Nga thì lúc đó tình hình như thế nào cái số lượng người mà thất nghiệp sẽ đi đâu vân vân đó là những cái mà người ta nghĩ đến và thu nhập của nước Nga liên quan đến thuế đó có ảnh hưởng nhiều hay là không đó là những cái mà chúng ta không biết được ảnh hưởng dài hạn ra sao cho nên những thông tin này đó nó có cái sự ảnh hưởng lâu dài nói tới đây thì ngoại trừ là chúng ta nói tới dầu còn một cái mảng đầu tư khác mà nhiều bạn cũng cảm thấy vui hơn gần đây đó chính là vàng vàng cuối cùng cũng đã nhích lên được một chút và cuối cùng thì hôm nay ở mức giá là 2062 tăng thêm khoảng chừng 1% nữa đó thì mức vàng đã chính thức trở à, lại và cao hơn cái mức cách đây khoảng chừng 5 năm và các bạn thấy được là cái À, đây là một cái điều mà nhiều bạn mà thích đầu tư vàng đó cũng rất là phấn khởi thời điểm hiện bây giờ và thật ra các bạn có biết là thường thì không có lưu trữ vàng cũng không có đầu tư vàng và cũng không có định là đầu tư vàng à, tại vì thường cảm thấy đây không phải là một cái mảng đầu tư mà thường tin tưởng và có cái sự hấp dẫn đối với thường nhưng mà thường biết là nhiều bạn à, ngoại trừ đầu tư crypto ra cũng thích vàng cho nên thường hôm nay đây sẽ là một cái thử nghiệm rất là đặc biệt với các bạn đó chính là thử nghiệm trung bình giá vàng trong vòng thời gian là 10 năm qua thì sẽ như thế nào tại vì các bạn biết là giá vàng sau khi mà tăng mạnh năm 2011 đó, năm 2012 thì sau đó giá vàng đã sụp xuống và liên tục 10 năm trời mới trở lại cái đỉnh cũ. Thì nếu các bạn trung bình giá vàng đã kết quả sẽ ra sao? Nhưng mà cái sự khác biệt giữa vàng với lợi Bitcoin đó là Bitcoin thì chúng ta có cái ticker là BTC thì đó là cái giá chuẩn của BTC nó rất đồng thuận giữa những cái sàn. Nhưng mà đó với lại vàng thì khác một chút tại vì vàng mỗi nơi giá đều khác nhau và nó không có một cái ticker riêng cho cái giá vàng là bao nhiêu các bạn thấy được giá vàng ở Việt Nam đối với Mỹ là hoàn toàn khác nhau giá vàng ở Mỹ đối với châu Âu cũng khác nhau luôn cho nên á Chúng ta cũng cần phải lấy một cái giá vàng Và đây trên màn hình các bạn thấy được Đây là những cái vàng ETF nổi tiếng nhất năm 2021 à, Đây là cái tài liệu đến từ nơi Wallet Và các bạn thấy là những cái vàng ETF nổi tiếng nhất đấy. Chúng ta chúng ta có um, Grand Night nice Share Gold Trust đó chính là BAR Bar một cái nữa cũng rất là nổi tiếng đó chính là Spider Gold Trust GOD chúng ta sẽ lấy hai cái ticker này để xem coi là vàng 10 năm qua các bạn chung mình giá kết quả ra sao thì nếu như chúng ta trước hết á, là dùng GOD đi có nghĩa là cái ticker đến từ Spider Gold Trust thì cái ticker này đó các bạn đầu tư giống như là mỗi một tháng này các bạn đầu tư vào 1.000 đô đi vào vàng thì mỗi một tháng 1.000 một đô các bạn đầu tư là từ tháng 3 năm 2012 cho đến bây giờ là 10 năm thì khi mà thường bấm vào calculate đó, các bạn sẽ thấy được là trong vòng 10 năm khi mà các bạn đầu tư đó thì đây là kết quả của các bạn các bạn bắt đầu uh, mỗi một tháng là 1.000 đô thì các bạn sẽ kết thúc tới cái thời điểm này đó ngày 7 tháng 3 đó chính là 174.874 đô thì các bạn đầu tư đó tổng cộng là 120 tháng đương nhiên là 10 năm 120 tháng và cái số lượng các bạn bỏ vào là 120.000 và các bạn sẽ kết thúc ở cái mức là 174.846 Có nghĩa là các bạn có lợi bao nhiêu để thường lấy cái máy tính lên để các bạn thấy được Là nếu như mà chúng ta lấy 174.846 trừ cho cái mức các bạn bỏ vào là 120.000 đô trong vòng 10 năm qua Và các bạn chia cho 120.000 đô thì nếu các bạn bỏ vào GLD đó 10 năm qua mỗi tháng 1.000 đô thì các bạn sẽ lời tổng cộng đó là 45% 45% trong vòng 10 năm qua cái số phần trăm này đã tốt hơn rất là nhiều nếu như các bạn chỉ bỏ tiền vào 10 năm trước và chờ tới bây giờ đương nhiên các bạn thấy được là 10 năm mà các bạn lời 45% là có cái mức lời đó cũng không tệ nếu mà chúng ta chuyển qua để mà nói tới cái Ticker là Bar của Grand Knight Thì kết quả như thế nào? Chúng ta không có dùng Grand Knight's Share Bar Symbol này được Tại vì chỉ mới hoạt động chỉ có 4 năm nay mà thôi Thường đã thử Goldman Sachs, AAU hay là VanEck ALS hay là Aberdeen, s Thì tất cả những cái này đều hoạt động chỉ có mấy năm nay mà thôi Chỉ có là iShares Gold Trust, IAU đã hoạt động lâu năm thôi Thì nếu chúng ta sử dụng cái Ticker này đó IAU ôngแกn đều mỗi tháng từ tháng 3 năm 2012 tới bây giờ 10 năm qua thì kết quả sẽ ra sao? Kết quả đó thì các bạn thấy là chúng ta bắt đầu 1000 đô một tháng, tổng cộng là chúng ta bỏ vào 120.000 đô trong vòng 10 năm qua và kết thúc ở mức là 176.000. Cái mức này nó cũng tương tự như là chúng ta vừa dùng cái ticker GLD thì chúng ta thử xem coi là 176.079 trừ cho 120.000 chia cho 120.000 nhưng cho 100 thì kết quả là cũng tương tự tăng 46,3% trong 10 năm qua cho các bạn thấy được là cho dù là chúng ta có một cái loại tài sản mà 10 năm qua à, sau đó thì mới trở lại để lập định mới đó thì 10 năm qua chúng ta trung bình giá kết quả vẫn tốt hơn là các bạn đầu tư một nơi nào đó chấp nhận nguy hiểm rồi lại phải chờ một thời gian dài trung bình giá vẫn là một chiến lược có thể áp dụng được trong thị trường này đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây các bạn nghĩ như thế nào thì hãy comment ở bên dưới À, kế tiếp thì à, còn một số thông tin nữa à, về à, việc là Ukraine đó thì các bạn thấy là đã dùng 15 triệu à, trong cái số lượng crypto mà được quyên góp đó để mua những cái thiết bị cho quân đội và cái số lượng tiền quyên góp đó, theo thường biết đã lên tới cái mức là Khoảng chừng 65 triệu đô la rồi Và trong tuần này có thể lên tới là 100 triệu luôn Có thể thấy là cái số lượng tiền quyên góp rất là nhanh Và không phải là quyên góp cho một đơn vị Mà thật sự là có 6 đơn vị Các bạn thấy trên màn hình Trong đó đơn vị lớn nhất đó là chính phủ Ukraine Là được 39,4 triệu à, Còn Ukrainian NGO Cái đó là Ukraine Down Cái đó là Unchained Fund Cái đó là a for Ukraine Và cuối cùng là Cyber Police Ukraine Đây là 6 đơn vị được quyên góp Và lớn nhất đó chính là Ukraine government chính phủ Ukraine được à, khoảng chừng là 39,4 triệu hiện bây giờ. Thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một cái drama, cái drama này đó là đến từ George Hutchinson của Cardano và Lori Shin. Thì trước hết như mọi nào mà tham gia thì chuyện lâu năm đó thì sẽ biết Lori Shin là ai, là một trong người rất là nổi tiếng và có một cái podcast của tên là Unchained. À, và cái podcast này đã có từ nhiều năm rồi. Trước khi mình trăm thì trường này đó thì cũng đã biết tới cái podcast này đến từ Laurie Shin là một trong những cái người rất là nổi tiếng và phỏng vấn rất là nhiều người nổi tiếng trong thị trường này. Và gần đây đó thì Laurie Shin có ra một cuốn sách thì vẫn chưa có đọc có tên là The Cryptopians thì trong cái cuốn sách này đó nói về rất là nhiều những cái dự án khác nhau và trong đó có một phần nói về dự án Cardano. và Loisin thì không có cái nhìn rất là lạc quan về Cardano. À, có nghĩa là những gì bà ta biết đó, cũng không có tốt lắm về Cardano. thì sau đó, đó ở trên Twitter có một người nói là cái quyển sách à, được viết bởi Lorisin là một quyển sách rất là hay và cho thấy được là những người như là Iosk cho Hutchinson là như thế nào thì đương nhiên đây không phải là cái thuyết đến từ Lois Jean nhưng mà cho Hutchinson cũng không được vui và cũng đã comment ở dưới nói là đây là một cuốn sách hư cấu một cuốn sách viễn tưởng à, cho nên không phải là sự thật và cũng chúc Lois Jean trở thành một người viết sách như là Orl Martin nhưng mà đối với cho Hutchinson thì Lois Jean là một người viết sách hư cấu. Đó là cái ý nghĩa của cái thuyết này của Charles Hoskinson. Thì sau đó Laurie Shin cũng đã comment trở lại nói là nếu nói tới hư cấu viễn đó thì Charles Hoskinson giải thích sao về lịch sử của Charles Hoskinson. Và trong đó đó trong thời gian bao nhiêu năm qua đó Johnson điều chia sẻ là ông ta là một người mà đã uh, tham gia đi học ở trường đại học Metropolitan State University of Denver ở Colorado uh, để mà học về toán học từ năm 2006 tới năm 2008 và sau đó đó là uh, tham gia vào trường đại học University of Colorado Boulder từ năm 2009 tới 2011 và trong thời điểm từ 2009 tới 2011 đó là tham gia vào học là ngành tiến sĩ toán học nhưng mà Loi Shin cũng đã gửi thông điệp đến à, những cái trường đại học này đây thì cả hai trường đại học này à, đều nói thứ nhất là trường đại học Metropolitan State University of Denver là không có ngành toán học và thứ nhì nữa đó là trường đại học Boulder của Colorado đó thì nói là Charles Hutchinson chưa bao giờ hoàn thành việc học hành của mình và Charles Hutchinson đó, khi mà đi học ở những trường này đó thì chỉ học part time mà thôi chứ không phải là full time và không có phải là học về bằng tiến sĩ, trong khi mà nhiều năm qua đó thì Johnson đều nói là ông ta đã uh, hoàn thành cái việc học hành của mình liên quan đến bằng cử nhân, nhưng mà sau khi mà học bằng uh, tiến sĩ đó thì không hoàn thành và cuối cùng đã rời bỏ cho nên đây là những cái thuyết của Johnson thì cũng đã nói là không có học xong cái bằng tiến sĩ, nhưng mà ý của Laurie Shin nói đây đó là sự thật thì cũng không phải như vậy, tại vì những trường đại học này đó đều không có tài liệu cho thấy là John Hutchinson đã tham gia vào trường đại học để mà học bằng tiến sĩ thì có nghĩa là Laurie xin nói là nếu nói tới hư cấu viễn tưởng và tạo ra những cái tài liệu giả thì John Hutchinson giải thích sao về cái việc học vấn của mình thì các bạn nghĩ sao về cái drama này các bạn nghĩ là quan trọng hay là không về việc là John Hutchinson uh, có nói dối về việc học của mình hay là không và ảnh hưởng như thế nào đối với là Cardano Thôi thì thấy là cái thông tin này đó cũng không có phải là quan trọng lắm. À, nhất là liên quan tới sự phát triển của Cardano. Các bạn thấy được là về việc là sự cống hiến của Charles Hutchinson đối với Cardano đó cũng đã thấy rõ trong vòng mấy năm qua rồi. Và về cái sự hiểu biết của Charles Hutchinson đó về toán học cũng như là cái sự hiểu biết về tiền thuật số đó cũng rất là cao cũng như là nhiều bạn cũng đã từng xem những cái live stream đến từ John Hutchinson. Nhưng mà về việc là John Hutchinson đó có dối gạt mọi người về lịch sử học hành của mình hay là không? Thì các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Cho đến thời điểm bây giờ đó thì John Hutchinson vẫn chưa có một cái à, à, lời giải thích gì về những cái lời cáo buộc đến từ Lloyd Shin Không có một cái livestream nào nói về việc này. Cho nên nhiều người nói là Lloyd Shin à, đã nói đúng sự thật. Đó chính là John Hutchinson thì nói là mình à, có tham gia vào học tiến sĩ nhưng mà không có hoàn thành và cuối cùng là đi vào thị trường crypto này để mà tạo ra Cardano. Nhưng mà những trường đại học thì nói là cho Johnson đã chỉ tham gia vào học part time mà thôi và không có bất cứ giấy tờ nào cho thấy là cho Johnson đã tham gia vào học bằng tiến sĩ hết đây là những thông tin mà thường Bu mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay đồng hành cùng chúng ta trong cái video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái task free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví Coin98 đó các bạn có thể swap, mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap. Các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98. Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nepex, sàn Binance, sàn Moon XBT, sàn FTX trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những người nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US Những người nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên Crypto ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn